quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Nhật Kim Anh bị quỵt tiền vì thương hại nhằm kẻ lừa đảo. Lòng tin đặt nhầm chỗ, Nhật Kim Anh bị quỵt tiền oan uổng. Người hâm mộ khuyên được ca sĩ nên bình tĩnh để giải quyết sự việc. Trên trang cá nhân mới đây, Nhật Kim Anh liên tục than trời khi bị người quen lợi dụng lòng tốt. Theo đó, Nhật Kim Anh bị quỵt tiền oan uổng. Cô đang tìm cách đòi lại nhưng kẻ xấu tính vẫn chưa có động tĩnh gửi trả. Nhật Kim Anh chia sẻ, chỉ vì thấy người ta tội nghiệp nên cô mới xuất tiền cho mượn, đâu ngờ làm ơn mắt quáng. Nữ diễn viên Tiếng Sét Trong Mưa bị chính người chịu ơn lợi dụng tình cảm để lừa đảo. Quá bức xúc, Nhật Kim Anh tuyên bố sẽ công khai tên tuổi người nợ tiền mình nếu họ không thu xếp trả lại. Ngày mai em sẽ cho cả nhà chiêm ngưỡng gương mặt của một cô gái chuyên đi mượn tiền rồi quỵt. Câu chuyện Nhật Kim Anh bị quỵt tiền khiến nhiều người hâm mộ bức xúc, hầu hết khán giả đều động viên nữ ca sĩ nên bình tĩnh và tỉnh táo để giải quyết sự việc. Muốn có tiền, em cũng phải vắt óc, phát sức, đổ mồ hôi, sôi nước mắt, thậm chí đổ máu mới có được, chứ không phải từ trên trời rơi xuống. Nên ai đang thiếu tiền em thì tự giác đi, đừng để em đưa lên đây mất vui đấy nhé. Đây chỉ là trang cá nhân thôi. Lên trang pay thì tới 7 triệu người biết lận, em không phải ác nhưng cứu các anh chị trong lúc các anh chị khó khăn hoạn nạn. Mà các anh chị không biết điều, cứ thích dẫn em đi hết lần này đến bất ngờ khác. Thả em lấy tiền về em gửi ra miền Trung cho bà con vùng lũ đang khó khăn. Gói mì bát gạo còn hơn để các anh chị dùng tiền của em đi ăn chơi phè phận nhé, nhắc nhẹ. Nữ ca sĩ kim diễn viên phân bua, tiền của đều là công sức do tự làm nên cô rất trân trọng. Và Nhật Kim Anh phải vô cùng yêu quý người đó nên mới cho họ mượn tiền. Nhật Kim Anh nhắn người thiếu mình hãy tự giác thu xếp trả nợ cho cô, nếu không, nữ diễn viên phải áp dụng biện pháp cứng rắn. Theo người đẹp sinh năm 1985, cô thà để tiền làm từ thiện còn hơn cho những người vô ơn mượn rồi quỵt nợ. Tuy nhiên, thấy Nhật Kim Anh bị quỵt tiền, nên một số bạn bè thân thiết như ca sĩ Vũ Hà và Titi HKT bất ngờ trêu đùa bằng cách hỏi mượn tiền để cô bớt căng thẳng. Gần đây Nhật Kim Anh gặp khá nhiều vận xui, đầu tiên là cuộc chiến giành quyền nuôi con với chồng cũ, sau đó lại chấn thương tại phim trường khiến người hâm mộ lo lắng.